cả nhà cùng xem cái cây thông mà Mai trang trí ngày hôm nay như thế nào nha. Châu màu xanh màu trắng này kết hợp, tại vì màu xanh không thì nó sẽ không đẹp, thành ra kết hợp với lại một chút xanh, cái châu màu xanh. Đây là con hươu dễ thương không ạ? Đây con nai vàng, à con nai vàng ngơ ngác này. Rồi tất cả thì cái tông Mai sẽ Mai phối là màu xanh, rồi có những cánh bướm nè, rồi màu xanh pha với lại màu trắng. Và dưới đây thì cũng có những cái quà màu xanh. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi đến cầu thang. Thì cái cầu thang này Mai cũng trang trí luôn một cái tông màu xanh như vậy. Đây mọi người thấy đẹp không? À, bên cầu thang thì tất cả là như thế này đây. Là kéo lên và chỗ này thì là cũng cái đèn thì các bạn thấy là cũng trang trí cái hoa màu xanh. Và ở đây thì là một cái đèn giống như là cái đèn mà chúng ta hay xem những câu chuyện cổ tích á, là không thể nào thiếu được, là cái khung Noel. Ở đây cái khung màu xanh đây, mọi người thấy cái khung màu xanh. Và kế bên thì Mai chân một cái bình màu xanh, hoa trắng đó, và cũng bình màu xanh, nó cũng rất là hợp tâm với nhau. Bình này Mai đi Hà Nội, cái hôm đi Hà Nội thì đẹp quá thì Mai có mua và khệ nệ bưng về. Và đây là hoa li ti trắng nhỏ Mai cũng cắm vào đó, thì mọi người thấy rất là đẹp phải không ạ? Mai không biết sao nhưng Mai thích cái màu xanh. Rồi và đây thì mà tại bàn ăn này Mai cũng trang trí đây là ông già Noel, nhưng mà thường chúng ta thấy ông già Noel là màu đỏ, màu xanh đậm, nhưng đây là màu xanh ngọc. Đây á là cái chai rượu đó, chai rượu nhưng mà chúng ta che lại, chúng ta trang trí lên. Đối với bàn khách thì Mai trang trí một chút đây, mọi người thấy dễ thương không? Cũng có cây thông nè, những cái hình hoa màu xanh, rồi những cái châu. Ly tách uống trà thì Mai thích là mỗi cái mỗi màu,